Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng phố. Ta nguyện yêu nhau cho đến suốt cuộc đời. Chưa trở lại để chơi nhà.
Thank you.
Oh,
Thank you.
em đổ nhỏ đi. Số ra làm lá về mẹ. Thấy chưa? Mới hứa thì hẹn đó. Chắc ông về bên đó. Bên đó ông có em là đẹp gái thì ông đã nói gì phải không? Đồ cái mặt lắm lắm. Đồ cái mặt tức đắc. Số ra là tức đắc bây giờ. Làm lá về mẹ. Làm lá về mẹ. Ủa cái đầu cô không biết là sao? Từ tơ chung lứa từ dưới lên tên. Của cái gương mặt này là, của cái bộ đồ này là ông xạo thử phải không? Tôi với Lâm của Sa Lô giống như hai giọt nước. Sân nhau ra một chỗ mà khác nhau một cái lỗ. Sân ra một chỗ mà khác nhau một cái lỗ hả? Tổng nào? Không tin thử đi, khắc một cái lỗ. Ôi trời, ông còn nói sao chết ông cái tường ông không có thoát khỏi tay tôi nghe chưa? Một khắc lại cái tường, thử tình ông hạ lý vậy chứ đâu. Tôi sanh đôi giống như nhau như hai giọt nước, sanh nhau một lỗ mà khác nhau một cái lỗ. Lỗ nào? Đó là lỗ tai. Bấm lỗ tai không đau không chảy máu. Đúng rồi, thật ra người kia của tôi đâu có rõ lỗ tai nào á. Màu khá lại cái đường thử đâu có mây. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một. Nó chịu sống không à? Được rồi, mình còn cách khác. Tự nhiên nó nói cái câu này, em nghĩ em nghe rất là trên mắng với chị một mình thì đã làm rồi. Nó nói câu như này: ê, tất cả cô gái nam ta rồi cứ thứ thương thân bất nó thấy ta có mất là tức 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 tức. Tất cả cô gái nam ta trong đó các em đó, nói vậy á, chị nói cái gì thằng thằng nó nói tất cả cô gái nam ta có các em nữa, có em hả? Cái lũ hơn không mất nó đó. Thèm nó đi chứ. Nó được rồi.
Thank you.
rồi đó, nó bụng dữ với nhau như người ta. Bây giờ ngài nó bụng dữ nào, nó lấy chồng nó xuất cái đàn hết rồi đó, biết hiểu không? Một cái bàn tay thanh niên mà đứng cầm để vô rồi hết. Cái cầm như là quá chiều vô nậu. Mà tôi không nghe. Được rồi. Giờ ta chơi nằm bộ. Nhớ như vô để hết rồi đã tiếp đi vô. Cái vậy. Một cái kiểu gì mà la khúc ruột nậu. Đây để vô đi. Hết chưa? Còn một bàn tay nữa nhé. Hết rồi. Thả ra đánh tiếp. Cái gì kỳ vậy? Nằm bữa tới đó nằm bữa mà. Ông tôi là một viên con gái rồi. Ông không chịu lấy tôi là tôi cái má muốn tướng xây. Lỡ rồi lộn luôn chứ phải như bánh bèo có xèo thì nào cũng có. Được rồi, ta chịu. Không được, ông phải thề đi tôi mới tin. Bà ơi, bà giải liền đi hết giờ đâu thề thốt gì nữa. Trời ơi, thề có một công mà chứ nó quên à. Được rồi, nếu nó phụ bản tình à. Rồi, thề chỉ có thiên thu địa lục được chưa? Rồi được rồi, bây giờ ông hãy mà đi tập cùng ai tâm sự thả đi. Làm cho biết cái tên đó là gì? Chỉ tên gọi là Dương Long Lăng. Oh,